Ok, đây là mẫu vẽ của mùa Halloween nè các bạn. Các bạn cùng vào xem chi tiết những cái mẫu vẽ đơn giản cùng em mình nhé. Ok các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh của em mình nha. Đây là em mình làm xong bộ phiêu nè cả nhà. Bây giờ sơn 2 ngón màu trắng ha, 8 ngón màu đen để mình vẽ Halloween ha. Mùa này làm nail ở bên Mỹ thì mấy mẫu Halloween vẽ rất là đắt cả nhà. Thường khi khách hàng thì người ta vẽ theo mùa ha. Mùa Halloween thì vẽ Halloween, còn mùa thu thì vẽ chiếc lá, đại khái là vậy. Đen là đen quyền, rất là đẹp cả nhà. Mới đi nước thứ nhất thôi mà nó đã đen rồi nè. Ok, bây giờ em mày sơn bàn bên kia cũng vậy. 4 ngón đen, 2 ngón trắng ha. Nhà biết mùa Halloween á là màu trắng, màu đen với màu bí pumpkin đó cả nhà, rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng ha. Đây là mình sẽ sơn lại lớp thứ hai. Ok các bạn, sau khi em mình đã sơn xong hai nước trắng và đen hai ngón nè, bây giờ em mình sẽ vẽ 10 ngón cho cô khách này nha. Chung là mẫu vẽ cô chọn cũng rất là đơn giản. Trắng cho Halloween nè cả nhà. Khi em mày vẽ lại em mày dùng màu keo luôn ha. Thường khi khách hàng sơn keo em mày thường dùng nước sơn keo để vẽ. Còn ngón này là vì sơn màu đen nên em mày vẽ cái spiderweb màu trắng cho cô khách nha.
ở nhà thấy không? Chung là rất là đơn giản. Ở bên đây là em mì cũng vẽ như vậy luôn ha. Còn ngón màu trắng thì một lát em mì sẽ vẽ màu đen sau nha cả nhà. Em mì muốn xong cái màu trắng hết nè. Những mẫu vẽ này rất đơn giản, bạn nào làm nail thì cũng có thể vẽ được hết ha. Không có chi là quá cầu kỳ hoặc quá khó. Mày cũng vẽ thêm một cái spider web luôn. Thường khi spider web này thì các bạn có thể vẽ nguyên cái spider web hoặc mình vẽ nửa cái cũng được cả nhà. Tùy theo khách hàng họ yêu cầu mình vẽ như thế nào thôi ha. Xong nè cả nhà. Ok, information. Ok cả nhà, bây giờ mình sẽ vẽ hai ngón sơn màu trắng nè. Mình sẽ vẽ giống như cái mặt ma quỷ, mặt pumpkin mà mình cắt đó cả nhà. Đơn giản chứ không có gì khó khăn ha. Giống như hai con mắt nhọn lên nè. Mình sẽ vẽ cái miệng nè. Đó, ra ma quỷ rồi ha cả nhà. I like it. Thank you. Rồi bên đây em mình cũng vẽ y vậy luôn. Đơn giản, nhanh, gọn lẹ, mình giải lấy tiền khách hàng nữa ha, mà không phải mất nhiều thời gian nè. Đây là em mì vẽ từ từ cho các bạn coi ha, chứ không có vẽ nhanh. Ok các bạn, và cái bay được web em mì vẽ xong ha. Dạ em mì cho một ít kim tuyến lên nè, cái nó nổi nổi lên tí ha, ít kim tuyến theo cái đường nè, chứ mình không bỏ cũng được, tùy theo thôi. Em nói bên đây cũng vậy, em mì bỏ ít kim tuyến nè. Bây giờ em mì sẽ bỏ nước bóng lên ha. Là kể như là em mì đã hoàn tất bộ móng của cô khách này nha cả nhà. Rất là đơn giản, hai màu trắng đen cho lễ Halloween nè. Thường khi những mẫu vẽ của em mì đó cả nhà, thường khi khách hàng mà sơn treo em mì cũng sẽ dùng màu treo vẽ cho khách hàng luôn. Tràn một tí phải chùi nha. Rồi em mì sẽ bỏ luôn nước thấp treo bên màn bên đây. Sau khi bỏ xong lớp keo thì em mình cho hơn khoảng 3 phút là mình đã hoàn thành bộ móng luôn cả nhà. Chung mà vẽ mẫu Halloween cả nhà thì có rất nhiều mẫu Halloween.
mà thường khi những khách hàng không có thích vẽ nhiều, ta vẽ đơn giản như vậy. Ok cả nhà, đây là bộ móng Amy đã làm xong rồi nè cả nhà. Rất là đơn giản luôn. Cho lễ Halloween ha. Mùa này thì tiệm mình cũng rất là đông khách hàng thì vẽ những mẫu Halloween cả nhà. Đó, các bạn thấy không? Ok các bạn, bây giờ Amy xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi những video của Amy trong thời gian vừa qua. Amy chào tạm biệt các bạn nhé.